Yamaha là một trong những lão đại trong lĩnh vực nhạc cụ và phát triển âm thanh. Nhắc đến Yamaha là chúng ta sẽ nhắc đến những cái sản phẩm chất lượng cao, ví dụ như là đàn violon, piano hay những dàn trống cực kỳ xịn sò đến từ hãng. Và không chỉ vậy thì chúng ta còn sẽ phải nhắc đến những sản phẩm tai nghe true wireless của hãng nữa. Và trên bàn mình đây là một trong những sản phẩm mới nhất mà Yamaha giới thiệu trong năm nay. Yamaha TWE7B, một sản phẩm với mức giá cạnh tranh trong phân khúc tầm trung cao cấp. Vậy thì hãy cùng mình đánh giá sản phẩm này xem nó có ưu và nhược điểm gì. Nào, bắt đầu video thôi. Sản phẩm này thì đang được bán tại cửa hàng Xuân Vũ với mức giá là 5.490.000 và đặc biệt trong thời gian pre-order từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 sẽ được tặng thêm một chiếc tai nghe Yamaha E50A trị giá hơn 3 triệu nữa. Có nghĩa đây là một cái giá hời nếu như chúng ta đặt hàng chiếc E7B trong thời điểm này. Và đường link mua hàng dẫn tới Xuân Vũ mình sẽ để xuống mô tả. Rồi, chúng ta sẽ quay lại đánh giá chi tiết sản phẩm TWE7B này nhé. Đầu tiên là về phần thiết kế. Chúng ta vẫn sẽ có logo đặt ở chính giữa phần nắp case. Ở phần mặt trước chúng sẽ có 4 đèn hiển thị phần trăm pin. Mặt sau sẽ là cổng Type-C. Và không chỉ vậy, ở mặt dưới mình đánh giá Yamaha phải gọi là cực kỳ cầu toàn khi đã đưa vào đây hàng loạt những cái thông tin về tên sản phẩm, về dung lượng pin, về đầu ra, về đầu vào, về phần pin. Và thêm cả tiêu chuẩn chống nước IPX5 nữa, nói chung những cái thông tin gọi là cơ bản nhất của sản phẩm TWE7B đều đã được hiển thị cực kỳ rõ trên cái phần vỏ cây này rồi. Chất lượng hoàn thiện của vỏ cây thì mình đánh giá khá ổn khi mà có một cái chất lượng nhựa, mình thấy nó khá là vui. Bạn editor có thể là macro vào đây khi mà có những cái đường vân nó lấm chấm rất giống như là hình trứng chim. Nó tạo ra một điểm khác biệt so với những cái hãng làm những sản phẩm âm thanh khác. Mở ra chúng ta sẽ có phần housing tông xoẹt tông với sản phẩm vỏ cây của Yamaha E7B này. Phần faceplate thì chúng ta vẫn có logo của Yamaha này. Chúng ta vẫn sẽ có một cái thiết kế, một cái phần màu sắc vẫn theo cái kiểu thiết kế hình trứng chim như vậy. Còn về phần housing, tổng quan housing đi, thì chúng ta sẽ thấy một housing khá là to. Nếu như đối với những cái housing to như thế này thì rất có thể nhiều bạn suy nghĩ là đeo vào nó sẽ hơi bị cấn tai, nó bị nặng tai. Nhưng không, với cái cảm giác của mình khi mà đeo mẫu tai nghe này thì mình thấy thật sự là nó rất là dễ chịu. Nó không hề bị cái cảm giác cấn tai hay là bị quá nặng nề gì cả. Về phần fit thì theo hãng công bố là thiết kế theo dạng công thái học, thế nên là đeo vào rất là thoải mái. Và đây là một trong những sản phẩm theo mình đánh giá là có thiết kế housing to và đeo cực kỳ sướng tai. Không chỉ vậy thì Yamaha còn trang bị vào đây những nút vật lý để giúp cho chúng ta có thể có những cái thao tác nó chuẩn chỉnh hơn, nó chính xác hơn so với những cái nút bấm cảm ứng thông thường. Và phần nút bấm vật lý lại có thiết kế ở phần viền faceplate giúp cho chúng ta bấm nó trở nên là dễ dàng hơn. Nó không bị theo cái kiểu là để ngay giữa mặt faceplate, khi mà bấm vào nó sẽ tạo áp lực trong tai, thì ở phần viền tai như thế này nó bấm vào nó sẽ nhẹ nhàng hơn và cảm giác gì đó nó thân thiện hơn so với tai người của chúng ta. Ngoài màu đen trên màn của mình thì Yamaha còn trang bị vào đây thêm 3 màu nữa để giúp cho chúng ta có thể phối màu theo sở thích này, hay là tạo ra một dấu ấn riêng khi mà sử dụng những mẫu tai nghe đến từ Yamaha, đặc biệt là mẫu TWE7B. Về phần tính năng thì Yamaha trang bị vào đây rất nhiều tính năng cơ bản, cực kỳ hào phóng, có thể kể đến ví dụ là Bluetooth 5.2 để giúp kết nối nó trở nên là tốt hơn này, codec aptX hay là SBC để giúp cho cái chất lượng âm thanh nó trở nên là cũng tốt hơn này. Về phần kết nối, nếu như ban đầu chúng ta bắt đầu sử dụng mẫu tai nghe này thì các bạn hãy giữ vào phần nút nguồn khoảng tầm 5 giây để cho cái đèn nó báo sang trạng thái màu xanh nhấp nháy, lúc đó là điện thoại chúng ta có thể tìm thấy thiết bị này và kết nối được rồi. Là một mẫu tai nghe với mức giá hơn 5 triệu đồng thì Yamaha TWE7B là một mẫu tai nghe trong phần khung giá cao cấp, thế nên là phải có những cái trang bị cao cấp vào đây, ví dụ như là chống ồn chủ động ANC, ví dụ như ambient sound. Và chống ồn chủ động trên sản phẩm này sẽ là chống ồn chủ động nâng cao Advanced Adaptive Noise Cancelling với công nghệ khử ồn chủ động mới nhất, tách tiếng ồn xung quanh và âm thanh từ nguồn nhạc, giúp cho loại bỏ tiếng ồn không ảnh hưởng đến chất lượng gốc của nguồn nhạc và ngăn tiếng ồn không mong muốn xung quanh. Một tính năng tạo nên thương hiệu của tất cả các dòng tai nghe True Wireless đến từ Yamaha đó chính là Listening Care. Công nghệ này sẽ điều chỉnh tần số âm thanh, âm lượng của tai nghe hiệu chỉnh từng chút một
với mỗi 0,7 mili-giây dựa theo độ ồn của môi trường xung quanh, giúp người nghe có thể nghe đầy đủ các giải tần âm thanh từ thấp đến cao, thậm chí là âm lượng cực kỳ thấp. Đây là một tính năng độc quyền của Yamaha và không có sản phẩm nào khác có mặt trên thị trường có cái tính năng như thế này. Có nghĩa là các bạn có thể hiểu như này, với một số giải âm thanh thì với âm lượng thấp các bạn sẽ không thể nào nghe thấy được, nhưng với Listening Care, Yamaha có thể tái tạo đầy đủ tất cả các giải âm như vậy với một cái âm lượng cực kỳ thấp, và chúng ta sẽ bảo vệ được đôi tai chúng ta trở nên tốt hơn nhưng vẫn có thể cảm nhận được âm nhạc, nó vẫn là thú vị như vậy. Ngoài ra thì Yamaha còn trang bị vào TWE7B một tính năng nữa, đó là tính năng Listening Optimizer, có nghĩa là cứ đo mỗi 20 giây sẽ điều chỉnh hướng nghe phù hợp với ống tai từng người để đem lại một cái trải nghiệm âm thanh trở nên là tốt nhất. Và app sử dụng của sản phẩm này sẽ là Headphone Control. Với cái app này thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được EQ này, hoàn toàn có thể bật tắt được tính năng Listening Care hay là một số những cái tính năng khác khá là vui nhộn trên sản phẩm này. Về thời lượng pin thì sản phẩm này có thể nghe được 6 tiếng liên tục, cộng thêm 16 tiếng nữa nếu sử dụng thêm cây sạc. Đây là một thời lượng pin theo mình đánh giá là khá ổn để chúng ta có thể trải nghiệm được âm nhạc trong một thời gian dài, đặc biệt là với những chuyến đi xa. Cuối cùng là về phần chất âm. Chất âm của Yamaha TWE7B liệu có thật sự là xuất sắc, liệu có thật sự là đáng với mức giá 5 triệu đồng và đứng được trong cái hàng ngũ những mẫu tai nghe cao cấp được hay không? Theo mình đánh giá là có thể. Về tổng quan chất âm thì sản phẩm này hơi thiên hướng về bass, và chất bass của Yamaha TWE7B sẽ có hơi hướng điện tử một chút, và giải bass có lẽ là phần nổi bật nhất trong cái phần chất âm của TWE7B. Phần giải bass thì có nhiều lực và nổi bật, có hơi xu hướng hơi lấn giải một chút. Vì vậy giải mid của Yamaha chưa có sự thanh thoát của vocal, và đây theo mình đánh giá là hơi một điểm trừ nhẹ. Mình có sử dụng để nghe một vài bài nhạc acoustic nhẹ nhàng để có thể đẩy vocal lên. So với cái tiếng nhạc cụ thì mình đánh giá là phần vocal nó chưa thực sự nổi lên cho lắm. Tiếng vocal thì mình đánh giá nó vẫn hơi bị bí đôi chút. Tiếng guitar, tiếng trống dồn vẫn bị lấn vào tiếng vocal luôn. Do đó các bạn có thể thấy được đây là một sản phẩm không thiên quá nhiều về phần vocal nếu như các bạn chỉ nghe khi mà các bạn không sử dụng vấn đề app. Phần chép thì không có gì để nói, nó làm toàn tròn vai. Về phần không gian và sắp xếp nhạc cụ rất là chính xác, đúng với cái chất của Yamaha là luôn luôn trung thực. Tuy nhiên thì phần chất âm các bạn hoàn toàn có thể thay đổi được ở trong phần EQ tùy chỉnh mà hãng đã đưa ra, nào là chỉnh về tiếng vocal hay là rất nhiều những cái phần setup preset khác nhau về phần EQ, và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nền app để có thể thay đổi lại một chút về EQ sao cho hợp với cái bản thân của mình hơn. Và kết luận lại ở phần chất âm thì một sản phẩm với thiên hướng bass điện tử, thiên hướng để nghe những cái sản phẩm EDM hiện nay hay những cái bản nhạc nó gọi là đương đại, có thể nghe được tạp khá là ổn, và đây là một sản phẩm theo mình đánh giá rất phù hợp để nghe những bài nhạc nó thiên về bass nhiều này. Nó không phải là những cái bản nhạc indie hay acoustic quá nhiều, nhưng mà nếu như nghe cái bản nhạc đấy thì mình khuyên các bạn nên vào phần cài đặt của phần app và điều chỉnh sao cho phần EQ nó phù hợp nhất để chúng ta có thể nghe được những cái bản nhạc sao cho là du dương. Và đó những cái đánh giá của mình về mẫu tai nghe Yamaha TWE7B, một sản phẩm với mức giá 5 triệu đồng, cạnh tranh trong phân khúc trung và cao cấp, và có thể gọi là một sản phẩm chiến lược đến từ Yamaha trong cái phần giải tai nghe True Wireless hiện nay. Và Yamaha E7B vẫn là một trong những tai nghe hướng tới những cái nguyên tắc, những cái kim chỉ nam mà Yamaha đang hướng đến, đó là True Sound, đưa ra những cái âm thanh trung thực nhất, và Yamaha E7B đã làm được điều này. Và những cái đánh giá của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.